Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì nhãn giới giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì tĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cũng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Đằng. Này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng